Nhiều người cũng tò mò là Tèo với Vi có bộ mến nhau nghĩa ha, rồi yêu nhau lâu chưa, rồi bao giờ cưới, có về sống chung không? Thì em cũng rất trả lời rất câu hỏi các cô chú bác với anh Nghĩa là như vậy. Thực chất là em với Đừng nhìn nhau chi mà hên lệ bờ mi, tình dù chưa phai không tránh được tử ly, ai biết đời mai sau bao giờ, ai biết đâu ngờ tình tình hai chúng ta lẽ nào phôi pha. Dạ em nghĩ xin chào cô chú anh chị, hiện tại thì em đang có mặt ở nhà hai cha con Tèo. Buổi chiều ngày hôm nay thì em Tèo từ ở Sóc Trăng mới vừa chạy lên tới. Em nãy giờ cũng chờ em Tèo về để chia sẻ tới bà cô chú anh chị. Hello em. Trời ơi, bữa nay về chạy xe nhìn đẹp trai dưới trời. Em chở gì quá trời vậy? Chở bánh hả? À em gài lại cái nút áo đó đi. Bữa nay giống tài tử Giang Nam lắm không bà? Canh em nãy giờ làm chờ giao thông nhiều quá em gắn đi. À rồi từ từ nghỉ mệt đi em, mở cửa đi. Kiểm tra tài sản trước khi vào nhà. Ông bà thấy em Tèo ông bữa nay nhìn khác ghê không? Chơi nguyên bộ xi tông màu đen luôn. Nó. Dạ, chào nhé. Rồi dạ, ok em. cô chú ấy, mình Vương ạ. Dạ. Rồi. Em cứ dọn đồ vô nhà mà bình thường đi, rồi từ từ mình nói chuyện sau cũng được, không có gấp. Hôm bữa giờ ông bà cũng rất là trông chờ, không biết là em Tèo về quê có làm giấy tờ hay sanh cho bé được hay không, nên là em cũng chờ em Tèo trở lại Sài Gòn rồi sẽ tiếp tục cập nhật tới ông bà của chú anh chị, cũng như ông bà của chú anh chị cũng rất thăm hỏi về vấn đề Tèo và Vi, thì ngày hôm nay sẽ nói rõ trong clip này luôn. À nó trời ơi, bánh bía Sóc Trăng nó, ông bà ơi em Tèo chở lên một thùng luôn. Cái này em nói gì chóng? đánh mía Anh bí một thùng vậy đó hả? dạ tại vì em tính là mua tặng cho mấy cô chú đã từng giúp đỡ em á, À rồi em muốn biết tặng bằng cái gì nên lấy đặc sản của quê Sóc Trăng lên biếu mấy cô chú ăn à, cho vui này mở cho anh coi với. kia. Một thùng thiệt luôn hả? Dạ Em mua đầy thùng luôn hả? nó như có Rồi mở bao tay ra hết đi, từ từ không gấp đâu em, cởi áo khoác đi. Tưởng em mua một thùng anh thấy anh chóng mặt luôn. Đặc sản Sóc Trăng là bánh bía đúng không? dạ đúng rồi, em vô cái góc của bên đặc sản luôn Ừ. chứ em không mua qua tay, em không mua của người khác, em vô trong hãng luôn Là chỗ mình vô chỗ gốc rồi lấy luôn ha, dạ đúng rồi, lấy giấy rẻ hơn đúng không? không phải là rẻ hơn mà tại vì cái đó là nó chất lượng hơn, À nó rất là sản phẩm rất là ngon á, nó à không giống như người ta bán ở ngoài, nó nhiều khi bán ngoài đang không hợp mùi vị, không ngon. ừ Cái này là em vô trong rất gốc của bên Tân Vô Viên em mua luôn, ừ em mua cho mấy cô chú chưa thưởng thức món của đặc sản của Sóc Trăng đúng không? ừ Dạ. Vậy là mình biết chỗ nào ngon, chỗ nào không ngon đúng không? Dạ đúng rồi. Anh tưởng em chở nguyên cái thùng mì, thùng bánh bía anh hết hồn luôn á. Khui quà, quá trời luôn ông bà ơi. Ồ, nhìn đẹp vậy. Trời ơi. Quá trời luôn. Ông bà thấy Tèo không? Lúc trước thì em Tèo khó khăn,
khi mà được ông bà giúp đỡ rồi được bà con lối xóm, những người mà đã thương yêu Tèo á. Đúng này chứ mà Tèo cũng biết bên... yêu anh Nghĩa, cũng gửi anh Nghĩa. Anh có luôn hả? Dạ. Trời có. Ơi. Dạ. Nếu mà em đã có lòng thì anh cũng có bị. Dạ. Rồi cảm ơn em để tủ anh đi. Để anh đây. À. Rồi bữa nay thấy không? Canh đúng giờ này luôn là nhận được học quà. Rồi. Cô chú anh đây mới có tính đợi mới. Hình như là chưa về á. Chú thấy về có chú cái gì hay sao không phải không? Em xin phép ra cô chú. Thì cầm theo bịch bánh luôn đi. Nếu mà về mình cho luôn nó. Cô Tám kìa. Anh đứng đây nha, chứ anh là đẳng cô Tám chạy á. Dạ. Thôi Tám gì? Tám. Hello. Tám thấy máy là Tám né liền. Dạ, Tám dọn nhà đi hả? Ừ, ở đây không có tiền gì nè. Vậy hả? Trời ơi. Làm nhà có mấy ngàn. Dạ. Tèo có món quà gửi Tám nè, Tám. Tám, con với mới lên, con cũng không có gì. Thời gian qua Tám giúp con, thì kia cũng động viên ăn ủi con. Con cũng biết nói những gì, con cũng biết như thế nào, nên con có món quà đặc sản của Sóc Trăng con xin phép gửi cho Tám. À, cảm ơn Tèo ha. Nguyên, dạ. Nhiều Tám giúp đỡ con ạ. Dạ rồi, cảm ơn Tám. Nghe Tám dọn đi buồn không vậy? Dạ, em cũng nghe, em cũng buồn nữa rồi. Tám hay qua ăn ủi động viên con rồi, tự nhiên giờ cái Tám đi, Tám bỏ con luôn à. Rồi. Con không biết nói chuyện với ai luôn. Tao đâu có muốn đi mày hả? Dạ. Rồi giờ em có cho ai không? Hay là để từ từ em cho đi ha. Dạ. Rồi em... Đi chưa mở cửa. À, mở cửa đi, rồi từ từ mình cho sao cũng được. Uống miếng nước đi để cho khỏe, chạy xe từ dưới lên đây anh biết mệt mà. Rồi em kể lại quá trình mà về quê như sao, rồi có trục trặc không, định nói cho ông bà nghe với. Rồi em mở cửa đi cho mát đi. Đó, xong ông bà. Không quạt nào anh nhỉ? Thôi được anh, cũng dạ. Không có nực lắm. Rồi, bây giờ em kể lại cho anh là hôm bữa em về bắt đầu em đi sao? Dạ thì em về ngay bữa thứ 7. Ừ. Cái em về thì em cũng đi hỏi hết cái phường. Chung mấy giờ em về? Em về tí là tới 8 giờ. Ừ. Đó, thì tới 8 giờ thì em qua bên, trước mắt em qua bên công an phường 2 em hỏi trước. Ừ. Thì em hỏi rồi là làm giấy khai sinh giùm con như thế nào, rồi trường hợp như thế nào là anh không biết, tại vì đó gốc gác con là bên phường 2 mà bây giờ con chuyển qua bên phường 5 rồi đó, cho nên chú hướng dẫn giùm cho con. Chị vừa bảo anh nói là kêu là mấy cái giấy khai sinh này á chỉ có nằm ở bên ủy ban thôi chứ không có dính líu gì tới công an phường á. Ừ. Cho nên là người ta kêu là thứ hai đi ra làm việc đó, rồi đem cái giấy chứng sinh như giấy thử ADN á. Ừ. Thì đem qua bên chỗ ủy ban nó đưa cho cái cô đó làm. Thì em cũng có một người cũng cũng thân thiết cũng như em á. Ừ. Rồi cũng dắt hỗ trợ em đi, cũng biết đường chỉ dẫn em ha. Dạ đúng rồi, tại vì nó đã từng làm rồi á. À. Nên là dắt em đi qua bên chỗ công an phường 5 ủy ban á. Ừ. Thì tại đó thì em cũng làm được tờ giấy được thì chưa cũng, dạ được ạ. Nhưng mà có bị trục trặc gì không? Dạ không, thì lúc đầu em cũng có định hỏi là ví dụ mà mình không điền tên mẹ nó vô được không, cái em kêu là bắt buộc phải điền tên mẹ nó. Ừ. Tại nếu sợ xảy ra những trường hợp là hai vợ chồng mà như là không có giấy kết hôn á, mà lỡ như kiểu như là sau này em sợ là ví dụ mà nó có gì à. Ừ. nó có quyền để bắt con em đi hay không đó, thì em cũng có hỏi về vấn đề đó luôn. Cái em nói là nếu mà bắt đi không là nó không có quyền, giờ chỉ là mình là chỉ nhận xác nhận là nhận con là đem về nuôi nó, còn như mà mẹ nó muốn qua thăm hay nãy kia là vẫn bình thường đó, chứ không có xảy ra trục trặc gì hết. Người em kêu cũng làm mấy tờ giấy nhận con
Rồi xong rồi cái làm chứng giấy cây xanh này, hẹn là như là em cũng chưa coi rõ trong tờ giấy là hẹn mấy ngày. Vậy là mấy ngày sau là có giấy luôn không? Dạ đúng rồi, kêu như 10 ngày hay sao á. Ừ. Kêu 10 ngày xuống dưới thì nhận giấy. Tính ra là cũng dễ ha. Dạ. Vậy là ngày Chủ nhật em có chuẩn bị gì không? Dạ. Thứ bảy em về là Chủ nhật là có đi đảo đảo để mình hỏi thăm không? Có. Dành nguyên ngày đúng không? Dạ, đi hỏi người này người kia, hỏi những người mà người ta có con á. Ừ. Có gia đình rồi á, rồi hướng dẫn cho em, rồi chỉ là cho em làm hướng dẫn làm cây xanh như thế nào á. Ừ. Nên em cũng có đi hỏi thì em về đó một cái sáng. Sáng xong bắt đầu em đi hỏi lên công an phường, lên nói hỏi người ta tùm lum á. Ừ. Cái em hỏi mấy người người ta có gia đình thì em cũng hỏi người ta cũng chỉ dẫn gì đó. Kiều nói nếu mà gặp trường hợp như vậy thì thôi mình sẽ xét nghiệm ADN á, lấy tờ giấy đem vô chổng thôi, không cần có đem con mình vô. Đó, chỉ cần là dẫn là làm giấy. Thì nghe nói em cũng mừng, cũng đỡ, em sợ là có con mình á, rồi mình mới làm giấy được á. Cho nên thì em cứ cũng băn khoăn, cũng lo cái vụ đó hoài à. Đó, rồi cũng có nghe mấy cô nói là buộc phải có người vợ. Thì phải ký cái tên đó. Ừ. Nó mới được, nhưng mà bây giờ là không có người vợ, người mẹ đã bỏ đi rồi. Thì người cha đã chấp nhận nuôi, thì người cha phải ký cái tên là nhận con. Rồi xong em cũng hồi hộp, nó chờ chết rồi đó, nó không có mẹ nó rồi. Sao không ký được? Ký được không, không biết sao nữa rồi. Không biết như thế nào, cái làm giấy được không, em cũng lo. Cái cuối cùng mới vô nói thì cũng trình bày cho người ta coi cái clip đó. Ừ. Thì em lấy clip em ra em cho bên công an người ta coi cái trường hợp của con gì đó. Bây giờ con cũng không biết như thế nào. Mong mấy cô, mấy chú rồi xác nhận giùm cho con là làm cho con tờ giấy xanh để con có thể cho con ăn học này kia, có thể làm bảo hiểm cho con của con, để sau này cái người hiểu có bị bệnh này kia cũng đỡ tiền thuốc men này kia cũng đỡ cho con nữa. Nói cũng có hỏi thì hai chú công an đó với cô công an đó thì cũng nói thì cũng hơi vậy thì em cứ ký tờ giấy đó đi, giờ em ký xác nhận rồi nè làm con. Đó, nhận con mình xong rồi cái cũng có kêu là đi qua bên chỗ mà địa phương của mình á. Ừ. Xác nhận là tìm hiểu là vợ mình chết là bỏ lúc nào ngày nào sao gì đó. Vậy là phải tìm hiểu đúng không? Dạ. Rồi mới làm được đúng không? Dạ đúng không. À. Rồi em mới đi hỏi em sớm, nhờ em sớm. Em kêu nói giờ thì cô không biết trường hợp của vợ chồng con vậy đó. Thì bây giờ cô mới sao cô giúp con nhận ký giùm con tờ giấy. Ừ. Để cho con đi về con làm giấy tờ cho con không? Rồi sáng thứ hai này là em tranh thủ em làm xong rồi hả? Dạ. Là mấy giờ em làm sớm thì vậy? Thì sáng là 6 giờ rưỡi là em đi ra ngoài cho quý ban. Ừ. Em ngồi em uống nước đó. Đúng tới 7 giờ con em mới làm việc. Ừ. Thì đúng vừa 7 giờ xong là em vô em làm luôn. Thì em làm đâu như là xong xuôi hết luôn là 10 giờ mấy á. Ừ. Đó, 10 giờ mấy xong rồi em mới đi về nhà. Đó, về nhà xong rồi em ăn bún, cái em bún thuốc xong là em chạy lên luôn. Ừ. Vậy là bây giờ là bé chính thức là có tờ giấy khai sinh rồi. Dạ, là em cũng bớt lo. Dạ. À, tất cả các nguyện vọng, ước mơ của em thì bây giờ cũng đã thực hiện được rồi ha. Dạ. Cũng chúc mừng em và bé. Rất là vui, rất là hạnh phúc. Em muốn sao rất là mừng, em mới mừng trong lòng kiểu như đời của mình đã thực hiện được cho con của mình được vậy rồi anh vậy á. Ừ. Thì em rất là mừng, rất là vui lắm. Em cũng biết nói như thế nào, nói con cũng xin cảm ơn cô sư cô, cảm ơn các cô chú Mạnh Vân đã giúp đỡ cho cha con để cho con chứ con của con có một cái tấm giấy để cho con của con được có tên tuổi, thứ hai nữa cho con của con được có ăn học đầy đủ, thứ ba nó để cho con của con sau này trưởng thành hơn, thành đạt hơn. Con cũng mơ ước con gì đó cũng cứ con muốn biết nghĩ với cái đời mình không biết làm được điều đó hay không. Cũng rất là mừng, rất là hạnh phúc, rất là thấy làm giấy được cho con của mình. Mình rất là vui vẻ, rất là thoải mái, cảm giác mình cứ ngày nào ngày đêm, ngày nào ngủ cũng suy nghĩ, không biết đợi, không biết khi nào mình làm được cho con mình được một tờ giấy. Em cũng biết đợi đến khi nào, nếu mà em không gặp anh Trọng Nghĩa thì em không biết như thế nào. Nếu mà không gặp anh thì em sẽ tính sao? Thì đó, em cũng không biết như thế nào, em biết con em ra sao nữa. Em nói em chỉ mong là, tại vì bây giờ em chỉ mong ngày nào cũng kiếm tiền 100-200 nghìn để mua sữa tả cho nó uống.
chứ em cũng không biết tính như thế nào mà để được hồi phục cái tay, rồi để cho con mình có giấy tờ đầy đủ nữa, giờ có nơi ăn ở nữa, rồi có chỗ làm ổn định như vậy nữa, em cũng chưa từng, em chưa từng nghĩ em ước được như vậy nữa, chưa giờ mơ được mình được sẽ được trở thành thật như vậy nữa. À, hôm nay em được ông bà cô chú chị giúp đỡ thì em cũng nhớ lại cái ngày xưa em từng khó khăn, em cũng từng một thời quá khứ mình thấy được sự yêu thương của ông bà cô chú chị mạnh thường quân giúp mình á, mình cũng cố gắng mình sống tốt, mình làm việc tốt để mình nuôi con mình. Mình phải hứa với lòng mình sẽ làm thật tốt, mình không làm cho ông bà thất vọng vì đã giúp mình, đúng không? Dạ. Thì con muốn hứa với cô chú ông bà mạnh thường quân, những lời con nói thì con sẽ cố gắng làm, con sẽ không để phụ lòng các cô bác, cô chú bác mạnh thường quân với cô sư cô, với cô. Con hứa là con sẽ không bao giờ mà phụ lòng mấy cô đâu. Thì con xin hứa con sẽ cố gắng, dù thế nào nữa con sẽ đưa con lên học đúng nơi đúng chốn, đến khi con hết sức thì thôi. Thì đến gài con cũng nhớ lắm mà con không biết nói sao, con chỉ biết trình bày trên Facebook của mình, chỉ con cố gắng lên thôi. Thì xa con mà ngày rất là nhớ, thì gần gũi nhau từ lúc nhỏ lên. Bây giờ cái sau một vài ngày cảm thấy nhớ quá trời nhớ, nãy tính ghé chạy qua bản luôn, mà đây nghe bà cụ đấy anh dễ vậy lên á. Em chạy qua luôn. Vậy là lúc em chạy lên là em định là ghé con đầu tiên, dạ, đúng không? Nhưng mà em biết anh ở đây quay chờ em, sợ tối quay không kịp, dạ, đúng không? Nên em mới chạy qua đây luôn. Rồi bây giờ cho anh hỏi nè, cái tay em hiện tại là tình trạng sao, dở lên cho anh coi nha. Dạ. Rồi lật lòng bàn tay lên rồi coi vô. Tớ muốn hết luôn ta. Đúng hết được luôn, giờ nó đã đỡ rồi. Nó không có bị ấy lại, mình chỉ còn hơi tê xíu thôi. Mình uống thuốc. Thôi đi rửa tay đi, tay bụi quá trời luôn kìa. Dạ. Rửa tay đi em. Rồi ra nói chuyện. Em Tèo mới vừa lên tới luôn bà. Hôm nay là ngày mà em Tèo rất là xúc động luôn á. Vì biết bao nhiêu hoài bão ước mơ của một chàng trai ôm con chờ vợ, chỉ mong là vợ nhủ chút tình thương trở về, ký một tờ giấy để làm khai sinh cho con, nhưng mà không bao giờ thấy mặt vợ quay về. Thế là chàng trai lại ôm con tiếp tục chờ dưới chân cầu Đồng Nai gần khoảng một tháng, cứ đi đi về về. Ngày hôm nay thì cuối cùng em Tèo cũng đã thực hiện được ước mơ và những giọt nước mắt, mới vừa chạy lên Sài Gòn thông báo em làm được tờ giấy khai sinh cho con rồi á. Đó là những giọt nước mắt mà tình cảm của người cha dành cho người con, và cái sự khát khao, khát vọng, cái ước muốn nho nhỏ thôi, nhưng mà đôi lúc đối với em Tèo cũng là một cái sự khó khăn vì tương lai mập mờ quá, điều kiện sống thì không có nữa, kinh tế không có. Cũng may mắn khi mà em chia sẻ clip lên đó được ông bà của chú anh chị Mạnh Thường Quân thương yêu cưu mang giúp đỡ em Tèo có một số tiền để trang trải cuộc sống. Và bây giờ cho anh coi cái tay lại nè, để cho ông bà mừng nè. Rồi, túm lại. Rồi. Có thể là tối nay em đi thay cái băng đi. Tại vì... Không cần nữa. Hả? Tại vì không ấy, tại vì em mới thay sáng, em mới chạy lên. Cho nên là bữa nay là bác sĩ kêu tháo ra gần băng nữa. Vậy hả? Dạ. Tối nay là em đi tháo bỏ luôn đi. Tại vì anh nghĩ là bụi bám tổng nhiều lắm á. Dạ, thấy đen luôn nè. Dạ, này là tắm luôn, là coi như là mình không xài băng nữa. À, tại bác sĩ có dặn em là trong vòng 2 ngày. Thôi đi ra ngoài để nói chuyện cho sáng thiếu tao. Ở trong nhà thì trời bây giờ bắt đầu tối rồi nên là cũng không có nói chuyện rõ nữa không bà. Vậy là bắt đầu ngày mai là tháo rời cái băng hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái tay giờ có cảm giác đau đớn gì không? Dạ không đâu. Nó cũng bình thường vậy nè. Nó cái nó hơi tê thôi. À, tê ngón nào? Tê ngón này thôi, tại vì cái ngón này nó bị đứt cộng gân á. À. Nên là hồi phục nó chậm tí xíu hơn như mấy ngón này. Đó, mấy ngón này giống như là 10%, nhưng mà ngón này 9%, ngón này 8%. Mà vẫn gần như vậy là quá hạnh phúc rồi, đợt trước là tay nó không có công gì được á. Bây giờ còn nhúc nhích gì được. Nhưng mà em cũng nương cái tay này ra, chứ đừng có cố dùng sức nhiều quá. Tại vì mà hôm bữa là cái vết thương em là anh cũng chưa coi được luôn á. Tại vì có băng á. Thôi được rồi, mở ra để bữa nào nó khô lại đi. Cái này nó cũng khô quá anh. Ôi cái này hả, mổ cũng đẹp chứ. Đừng dở nhiều, bác sĩ mổ cũng đẹp không bà.
đẹp hơn chỗ em mổ á. Chỗ em mổ thì anh thấy nó hơi nhăn nhiều á, cái vết cũ á, vết mới thì anh thấy đẹp hơn á. Cũng khô rồi hả? Tháo luôn hả? Dạ. Để tháo chút xíu nữa em tắm rửa luôn này kia. À. Rồi giờ là khỏe rồi đúng không? Dạ. Giờ là rồi, chuẩn bị tinh thần cho cái tay hồi phục đỡ tí nữa rồi mình sẽ đi bán kẹo kéo. Đúng không? Khoảng 2 bữa nữa là em 3 bữa hoặc 2 bữa là em chuẩn bị khởi hành em đi bán. Khởi hành là khai trương đúng không? Dạ. Chuẩn bị có nghề nghiệp ổn định ha. Dạ. Nhưng mà cái nghề chính của em là vẫn giao hàng bên anh ha, dạ. Bên Lazada. Dạ. Thì tính ngày mai bắt đầu ngày mai là em đi qua bên trường đi ra ngoài chợ môn á. À. Em đi ngoài em kiếm giấy thi bằng lái chứ. À. Thi thì nào người ta kêu mình lên thi nữa thì mình lên thi. Ừ. Ngán học bằng lái sớm sớm thì em có một việc sớm hơn nữa. Đúng rồi, tại vì em giao hàng thì em cần phải có bằng lái người ta mới nhận em. Còn không bằng lái thì thua. Nên là hôm bữa anh cũng có nói em là em tranh thủ đi học bằng lái á. Mà cái tay em lái đường xa có ổn không? Dạ không, bình thường kiểu như là ví dụ mình nắm gì hoài mình nó cùng đỡ cho mình nữa. À. Thì mình coi ra coi vô á. Ừ. Vậy là ổn đúng không? Dạ. Bây giờ ông bà của chú chị thấy cái tay hồi phục chị, ông bà cũng mừng. Như nhìn lại cuộc sống của hai cha con trước kia và bây giờ thì thật sự là thay đổi 100% luôn á. Mà chiếc xe về quê chả thấy sướng không? Sướng, nó nhẹ nhàng rồi nó thoải mái hơn. À. Nó không có kêu cái lốc máy mình, nó kêu cái gì hết trơn. Đó, rồi mình chạy rồi mình không có cảm giác mình kiểu như là giống như xe của em chạy cảm giác á thì nó sợ cháy, tại vì em chạy xăng á. À. Em sợ chạy nó nóng máy quá thì nó phật lên cái một á, em cũng biết như thế nào luôn. Rồi sợ thứ hai nữa thì rồi bị lúp bê, thì nó lúp bê thì em chỉ bán như chai thôi, em cũng biết sao chạy gì hai cha con nữa. Đấy, cho nên là xe này cảm thấy thoải mái, chạy gì nó ngồi mát mẻ, mình không suy nghĩ gì, mình chỉ suy nghĩ sợ hết xăng thôi. Ừ. Mà ngày hôm nay so với nhiều năm trước á, dạ, thì em cảm giác là về quê có thấy là tự tin hơn không? Tự tin vì mình thứ nhất là mình được tình thương của bà con nè, rồi mình được phương tiện về quê tốt thì mình cũng vui á, anh nghĩ là vậy đó. Như giờ nếu mà nói gì em về quê là tại vì em chỉ về làm giấy tờ thôi, bất dĩ em mới về thôi. Chứ chắc em cũng không muốn về quê để làm gì. Tại vì lúc đó đúng là quê hương của mình thiệt, nhưng mà cái lúc trước á thì làm khó khăn này kia, không tiền bạc gì về quê thì nhiều khi người ta cũng không nhìn nhận mình bất cứ gì hết, là mình cũng không dám gặp người ta để công ta sợ người ta nói này nói kia. Ừ. Nên thì đợt này em về một mình cũng vậy, em về em cũng đâu có đi qua sớm, là em chứ không có đi qua đâu đâu. Em chỉ đi về xong cái mở nhà nghỉ, em mở nhà nghỉ xong cái sáng cái em chạy làm mít tờ mộng nỉ kia thôi. Thì cái tối thì có một sức á, tối em chạy vòng chỗ cái khu hồ nước ngọt á. Ừ. Với em chùa thì em đốt nhang với lại em hóng gió vậy thôi. Ừ. Nên là em về thôi chứ em cũng không có gặp ai hay là em gặp những người xưa trước, tại vì đó là nó quá khứ rồi, em muốn gặp mình nữa, tại em nó làm thành con người mới rồi. Đó, cô chú bác mình Vương đã giúp cho em nó thành được con người mới hoàn toàn rồi, thì em muốn sống theo cái hiện tại đó và em muốn lấy cái mới đó để nói tiếp cái mới mình sống tiếp. Ừ. Chứ em không muốn là lấy cái mới đó mà để đem về so sánh với cái cũ. Ừ. Dạ, em không muốn, giờ em chỉ muốn mới là giờ kiểu như là giờ sống em đã tốt hơn rồi. Ừ. Thì em sẽ phấn đấu lên cho nó tốt hơn luôn. Chứ em muốn gặp những người xưa hay là gì kia. Là bây giờ em muốn trở thành một con người mới hoàn toàn. Dạ. Không có muốn nhìn lại cái chuyện trước kia nữa. Dạ. Tại vì cái trước kia thì em cũng có quá khứ. Dạ. Và em cũng từ từ em cảm nhận được cuộc sống mới thì sẽ tốt hơn vì được tình yêu thương nhiều hơn đúng không? Dạ. Những lúc cũng giống như cái câu nói của những người anh em đã hay nói là có tiền bên bạn đó. Bây giờ mình không có tiền nó đâu có dùm ngó, nó đâu giúp mình đâu, nhiều khi đi phê nó cũng không kêu nữa đó. Cho nên thì em nhận ra được những cái việc đó, đó. Cho nên thì dù mình như thế nào nữa, mình đã được cô chú bác mình Quân đã thương, đã cho mình cuộc sống mới hoàn toàn rồi, thì mình hãy lấy cái cuộc sống mới đó mình nói tiếp theo cuộc sống mới của mình. Ừ. Chứ mình không thể nào mình muốn trở về những người cái quá khứ cũ của mình, nó đừng có một chút rồi tụ 3, tụ 5, tụ 7 nó để quay về những quá khứ cũ đó.
thì em yên tâm em vậy, nó không cho phép em gì. Thì em chỉ cho phép em là sống như thế nào để cho cuộc sống mình mới, để lo tương lai cho con của em, để cho nó có một cái cuộc sống tươi đẹp hơn. Em không muốn nó giống như một người cha nó đã từng dính những vết mực xong với lại những cái cuộc sống của tình thương nó thiếu thốn mất đi rất là nhiều. Em không muốn là như vậy, cho nên là em phải nhìn lại những quá khứ đó, nên là em phải thực hiện lại những cái mới mẻ của cô bác cô chú mình Vân phải cho em. Đúng rồi, trong cuộc sống ai cũng có quá khứ, ai cũng có sai lầm, nhưng có nhiều người sai lầm muốn quay đầu mà không biết phải quay đầu từ đâu, và có nhiều người lại sai lầm càng sai lầm. Nhưng mà quan trọng ở mình, nếu mình sai lầm mình nhìn nhận được thì mình sẽ quay đầu được. Còn mà mình cứ sống cố chấp một cuộc sống vậy thì tương lai mình sẽ không có ngày về. Theo anh cảm nhận thì anh thấy em cũng có nhiều điểm rất là thiệt thà, nhưng mà có nhiều ông bà không thích là việc xăm mình đó, nên là anh cũng bình thường thôi. Tại vì xăm mình chưa hẳn là người xấu, xăm mình cũng là một nghệ thuật nên là anh cũng thấy bình thường. Nhưng mà xã hội thì em cũng hiểu, xã hội này không ai biết trước được á. Mình sống tốt cỡ nào đi nữa thì cũng có người ghét thôi, tại vì mình lên mạng xã hội mà. Rồi nhiều khi là sự đố kỵ, lúc mình khó khăn á thì người ta lại nhìn mình bằng một ánh mắt khác, lúc mình được ai đó giúp đỡ thì người ta lại có một ánh mắt khác. Nếu mà để so sánh một người có quá khứ hay không á, thì anh bảo đảm rằng trong xã hội mình bất kỳ ai cũng có quá khứ hết. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà người ta giấu vì người ta cũng tự tạo được cuộc sống cho mình, người ta đâu có cần lên mạng đâu, nên là cái quá khứ đó bị chôn vùi trong dĩ vãng nên là không ai biết hết. Nên là ông bà cô chú chị cũng thông cảm về một chàng trai 28 tuổi, trên tay thì cũng có hình xăm tay, thì em cũng đã nói nhiều lần, nên là ông bà cũng châm chế bỏ qua cho em nó, rồi sau này em nó sẽ cố gắng làm ăn. Giống như tâm sự nãy giờ của em Tèo, chắc có lẽ là ông bà cũng cảm nhận được là em Tèo rất là khát khao được cuộc sống mới. Vì em Tèo trước đó là cũng là từng là trẻ mồ côi, cũng buồn. Đặc biệt trẻ mồ côi nếu mà tiếp cận được người tốt thì sẽ tốt, mà tiếp cận theo những người thành phần kia thì sẽ đi theo luôn. Nên là ông bà cũng thông cảm cho chàng trai này. Bây giờ thì em sẽ quay lại vấn đề chính, chuyện của em Tèo. Hôm trước thì em Tèo về đây được bà con rất là thương, cũng như là Vi cũng rất là thương. Nhiều ông bà hỏi Vi với Tèo định là yêu nhau rồi bao giờ cưới hả? Để hôm nay em sẽ cho ông bà biết hết sự thật về Vi và Tèo để ông bà biết. Bây giờ em gọi Vi qua đi Tèo. Em cứ gọi đi. Nãy nó rước bé ý gì đó. Bây giờ em chỉ mong các cô chú bác bà thương cho con đó, thì bỏ cho con những quá khứ của con. Không biết là cái quá khứ có những vết xăm này á. Alo. Ba liền không? Để gọi đầu ý qua liền. Dạ dạ. Dạ dạ. Thì tấm này đầu dân ý cái qua liền. Ok em nói đi. Nhưng xin hết cô chú là chung người con cũng xin lỗi những cái quá khứ của con. Chung người quá khứ con nó có những hình xăm không được tốt. Cho nên là con ơi cũng không biết nói gì để giải thích hay là thanh minh cho các cô chú hiểu tại sao mà con có ở những vết xăm trên người như vậy. Nói chung là có những nhiều thứ nó buồn nỗi đau, hay là có những chuyện mà các cô chú sẽ không hiểu đâu, thì con cũng chỉ mong các cô chú hãy thông cảm những cái quá khứ của con và hãy bỏ qua những cái quá khứ của con. Thì con xin hứa cô chú là còn không để cho các cô chú mình Quân thất vọng gì con đâu. Con xin hứa. Rồi ok em.
hôm bữa cũng có một số người điện thoại nói anh sao không bao giờ thấy Tèo mặc áo tay ngắn, thì em cũng nói với ông bà rồi là em Tèo xăm tay, là xăm ở đây nè, dưới đây nè. Tại vì em cũng muốn là giữ một hình ảnh đẹp cho Tèo, tại vì Tèo cũng đã nói là Tèo xăm mình rồi, nên là ông bà cũng đừng có gọi điện thoại em rồi nói em này kia nọ, cũng tội nghiệp cho em. Không phải là riêng em có nói với anh Nghĩa mà em có xăm mình rồi mà em mới mặc áo tay dài như vậy. Thật chất là cái ngày lúc mà em đã dính hình xăm trên tay em á, là cái ngày đó là em mới bước vô chương là học nghề xăm đó, cho nên em mới xăm trên tay em. Mà đến lúc mà em đã nhận ra rồi á, thì em đã không bao giờ xăm bất cứ hình gì trên tay em dọc lên này kia nữa. Cho nên là từ đó rồi sau là em toàn mặc áo tay dài không thôi. Chứ em không thể mà mặc áo tay cục, em thậm chí em khi em còn không dám mặc áo tay cục ra trước phòng trọ với này với kia nữa. Tại vì em phải là cái gì em ngại. Đó, tại vì em biết mình đã như vậy rồi. Đó, rồi mình nhiều khi mình thấy hình xăm, nhiều khi người ta nói mình là hổ báo, này dân ăn chơi, này kia. Đó, rồi cho nên thì lúc nào em mặc áo tay dài không cũng gần chục năm nay rồi. Em vậy chưa hả? Giờ em chưa nhưng nào? Mà em thấy cái hình xăm của em Tèo rồi ông bà, em kia em Tèo cổ áo em coi rồi, em Tèo xăm mình chỉ là mấy cái màu đơn giản vậy thôi chứ không có màu mè gì đâu, màu đen đen gì nè chứ không phải là lên màu đâu. Màu này kia tại vì em đã nhận ra được rồi á, ví dụ mình xăm tay mình như vậy rồi sau này mình đi làm ăn làm sao mà được. Nhưng mà ở cái cuộc sống nó trớ treo như vậy thì bây giờ nó chứ cũng đã lỡ rồi, hình xăm nó đã dính trên người rồi thì làm sao mà em xóa được. Rồi, còn okay, nếu mà em muốn dính vô thêm nữa thì em đã tô màu lên rồi. Rồi chị Vi qua tới kìa. Vi ơi, rồi ra rước Vi kìa Tèo. Thầy ơi, bữa nay chào. Hello em. Hello bà già. Hello bà già. Rồi bữa nay là Vi đem dụng cụ qua chiếc cung già nó. Ông bà xem là ông bà cũng hiểu. Vi ơi, nhiều người điện thoại anh nó hỏi là Vi với Tèo khi nào cưới nhau. Anh nói là anh cũng kể nghe rồi nhưng mà từ từ anh đợi em với Tèo đứng cái đứng gần nhau. Chị ấy gì hay vậy? Đứng gần nhau đi rồi hả? Gì ra? Hay dọn trước đi rồi tính sao cũng được. Dạ. Dọn gì? Định làm có gì? Đâu, em hỏi chị có về chưa á, rồi em gửi tặng bánh cho cô đó ăn. À. Bây giờ bữa giờ có rất là nhiều ông bà thắc mắc vấn đề là thấy em Tèo với em Vi là hai đứa rất là dễ thương, mà kiểu như nhiều người cũng tò mò là Tèo với Vi có bộ mến nhau Nghĩa ha, rồi yêu nhau lâu chưa, rồi bao giờ cưới, có gì sống chung không. Rất là nhiều câu hỏi và nhiều cái bình luận, và thêm bình luận nói là thằng này vợ mới bỏ mà định yêu nhau hả? Rồi sẵn đây bây giờ để cho bé Vi nói trước hay là Tèo nói trước đây? Mày nói trước đi. Tèo nói trước đi. À, Tèo nói trước đi Tèo. Thôi ông nói trước đi. Nói trước. Rồi Tèo nói trước đi Tèo. Thì em cũng biết trả lời các câu hỏi của cô chú bác. Anh Nghĩa là như vậy. Thực chất là em với Vi chỉ coi nhau như là nhất là chị em. Thứ hai nữa là chỉ coi như là bạn bè thôi. Tại vì Vi thương hoàn cảnh hai cha con, cho nên nhiều khi muốn nhận cô Vi là mẹ nuôi, chứ không phải là vật chất là nhận mẹ nuôi để cho ba nuôi, để cho ba nuôi mẹ đâu. Chỉ biết là hai người á, là chỉ đối nhà chỉ là nhiều lúc buồn, nhiều lúc Vi cũng chia sẻ tâm sự cho Vi nghe, là Vi nhiều khi cũng góp ý về cái này cái kia, thì nói chung là em cũng mến Vi. Thì Vi cũng mến hai cho con em. Đã xem nhau, không phải là xem nhau gọi là tình yêu. Hai người với em xem nhau gọi là chị em. Đó. Còn ngoài miệng kêu giỡn tét bà già ông già hay là như vậy đó, chỉ là vui miệng. Tại vì em muốn kêu như vậy để cho Vi được trẻ tuổi, dễ thương hơn thôi. Nếu thực chất thì em kêu Vi tới bằng chị rồi. Thì em cũng thích mấy cái cô ông bà gì. Rồi để Vi tâm sự một xíu Vi. Là ngày đầu tiên em thấy Tèo trở về xóm trọ mình á, thì cái điều đầu tiên là em thấy cô Bin là em đặt vào mắt. Có lẽ là câu chuyện
vì gia đình bị đổ vỡ, cũng anh cũng xin phép đi nhẹ về vấn đề của em được không? Giống như khi mà em thấy chuyện của em Tèo gia đình đổ vỡ cũng giống như em á, thì em là người đi trước mà em từng bị đổ vỡ, thì em thấy đứa bé mồ côi thấy đáng thương đúng không? Dạ đúng rồi. Nên là em nghĩ sao em nói luôn đi. Dạ theo em thì thà là một người phụ nữ bỏ chồng chứ không thể nào bỏ con được. Tại vì con là 9 tháng 10 ngày mình mang nặng đẻ đau bỏ nó ra, đẻ nó ra. Mà bỏ con như vậy thì em thà bỏ chồng chứ em không bỏ con. Thí dụ như mẹ con đi với nhau có ra không ra, có cháu không cháu, có gì thì em cho con em ăn cái nấy. Người đàn ông mà nuôi con thì thấy nó tội hơn là người phụ nữ. Tội gì gà tống nuôi con. Cô Bin thì em coi em thấy thương nó là từ cái đoạn mà hai cha con trải cái tấm mền nằm ở dưới ngoài đó, cái đoạn đầu á, thì em thấy em cũng nói với mẹ là sao mà nở nhẫn tâm nó còn nhỏ nhưng mà bỏ nó đồ. Nên em thương cô Bin là vậy. Em coi Tèo là dạng như là chị em thôi. Như thí dụ như Tèo có cái gì không biết á thì Tèo cũng hỏi ý kiến của em, coi coi cái việc đó là giải quyết như thế nào. Thì em biết thì em chỉ, còn em không biết thì em nói thôi hỏi bà ngoại hay là mẹ, hoặc là điện hỏi anh Nghĩa coi anh Nghĩa xử lý như thế nào. Nên là em với Tèo trên phương diện thì mình nói chuyện vui, nhưng mà nhiều khi là nhiều ông bà cũng thấy thương hai em á. Ông bà định ghép đôi thôi chứ ông bà cũng không có ý gì hết. Ông bà tưởng là hai em về sống chung thì tất nhiên là sẽ có người đồng ý và có người không đồng ý, sẽ trái chiều. Nhưng mà câu chuyện của hai em ở đây là hai em chỉ xem như là chị em, tại vì Vi lớn hơn Tèo 5 tuổi, đúng không? Nên là từ lúc đầu tiên là Vi đã nhận em Tèo làm em rồi, nhưng mà tại vì cũng chưa có kịp nói ông bà, tại vì cũng có nhiều cái vấn đề tế nhị đây, vì em phải xin phép Vi trước mới nói được. Tại vì lúc đầu tiên em quay là em không biết là Vi bỏ chồng thật sự như vậy, xin lỗi Vi nha. Tại vì em cũng suy nghĩ rất là nhiều rồi, mà em cũng không biết phải đưa clip như thế nào nữa. Tại vì khi mà đưa hình ảnh một cô gái mà bỏ chồng lên đó, thì mình cần phải xin ý kiến người ta coi là cô gái này có chịu hay không. Tại vì đưa lên vậy sợ là ảnh hưởng nhiều thứ nữa, chứ nhiều khi là Vi không thích thì em cũng không đưa được. Nhưng mà quá là nhiều ông bà cũng thắc mắc về câu chuyện Vi và Tèo, nên là em cũng xin phép Vi là em đưa một clip lên để cho ông bà biết được, để ông bà cũng đừng có kỳ mong kỳ vọng nhiều về Vi và Tèo sẽ đến được với nhau. Đến được với nhau là đến tình chị em, đúng không Vi? Dạ. Mà anh cũng xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện buồn nha. Dạ không có gì ạ. À, tại vì trước kia là Vi bỏ chồng ông bà, tại vì Vi cảm thấy là không phù hợp nên là Vi bỏ chồng để mà nuôi con. Nên là Vi là người mẹ, khi mà thấy được cái câu chuyện của em Tèo á thì cái tình thương của người mẹ lại dâng trào lên, cái quá khứ lại ùa về, thì lúc đó cảm thấy sao bé này tội quá, giờ mẹ nó lại nhẫn tâm bỏ nó vậy. Mình cũng thấy một chút chạnh lòng trong lối xóm mình, đúng không Vi? Nhưng mà cả xóm đều ai cũng biết hết là Vi với Tèo chỉ là tình chị em thôi, chứ không phải là tiến xa hơn nữa, không tiến được nha ông bà. Tại vì Tèo bây giờ là cũng là chú Tâm làm ăn, đâu có yêu đương gì được, đúng không Tèo? Tầm này phải làm ăn chứ yêu đương nữa là sao được, tại vì con quá nhỏ mà, đúng không? Mà bây giờ mà ai mà yêu em là biết yêu bằng gì không? Nói thẳng ra là nếu mà bây giờ người ta đến với ông là chỉ vì tiền thôi. Nó vì lúc mà nghèo khổ thì không ai nhìn hết, tới khi có tiền cái người này người kia xúm lại. Chỉ vì tiền thôi, rồi sau này hết tiền họ cũng bỏ rơi mình thôi. Bây giờ Vi tâm sự một xíu để cho Tèo biết cách để mà sống tốt hơn đi Vi. Em là chị thì em cũng từng có kinh nghiệm, có cái cuộc sống đó. Em tâm sự với Tèo một xíu đi, chỉ em Tèo đi, nghe chị Vi nói chuyện kìa Tèo. Mình phải mạnh mẽ sao Vi, nói cho Tèo nghe Vi. Dạ. Cũng...
Thật sự là Vi á, là cái tính là cũng hay cười nhưng mà rất là khó ông bà, chứ không phải vậy đâu nha. Bây giờ sống làm sao để mình quên đi cái người kia Vi, rồi làm lại sao? Nói chung á, quên hay không là cũng do mình thôi. Tại vì nếu mà đúng ra là em không có quên đâu, mà tự vì á, mình phải nhớ lại những gì người ta đối xử với mình như thế nào, mình nhớ để mà mình quên. Và phải với em thì nếu mà bây giờ mà đi ra đường á, gặp người đó thì em sẽ không giận, em coi như người xa lạ. Ừ. Rồi nãy giờ là Tèo có nghe chị Vi nói chưa? Có đúng không? Lúc mình nghèo khó thì người ta chỉ yêu mình bằng đôi mắt và trái tim. Lúc mình có được một tí á, nhưng mà mình không phải là quơ đũa cá nắm nha. Dạ đúng rồi, mình không thể quơ đũa cá nắm được. Nhưng mà những người mà từng để ý em trước đó, nếu mà có ý định là yêu em hay gì đó thì em nên suy nghĩ lại, chứ không phải là mình quơ đũa chung một đống đũa được. Tại vì đống đũa thì tất nhiên 1000 chiếc đũa sạch vẫn có một chiếc còn le lói đâu đó. Ha. Bây giờ các ông bà của chú anh chị cũng đã biết được rõ về vấn đề là chuyện giữa Vi và Tèo công khai bữa giờ là tình chị em đúng không? Bây giờ hai em bắt tay cho ông bà biết tình chị em coi. Rồi, chúc mừng hai chị em nha. Rồi sau này có định kết nghĩa luôn không? Kết nghĩa ông già bà già luôn không? Anh thấy ở dưới quê người ta hay vậy đó, chị em hay vậy đó, kết nghĩa vậy đó. Rồi bây giờ ông bà, có nhiều ông bà nói trời tiếc quá. Nhưng mà thật sự là bây giờ giữa Vi và Tèo không có ai muốn yêu ai hết ông bà ơi. Bây giờ là Vi là đang cố gắng là nuôi con tới lớn khôn luôn, Tèo cũng vậy đúng không? Và hai đứa cũng vậy đúng không? Em cũng hay khuyên Tèo là cái gì, cái chuyện mà bước thêm bước nữa thì hãy tính sau đi. Bây giờ chủ yếu là lo mà chăm sóc cho cô Vin đó, dạy dỗ đó. Tèo mai mốt có gì không biết đó, thì em hỏi chị Hai Vi nha. Dạ. Chị Hai Vi dạy cho. Tại vì nhà chị Vi có một chị Vi à, em gọi chị Hai cũng đúng. Con chỉ xem Vi cũng giống như lúc đầu cũng giống như người chị thôi. Tại vì á là em thấy rất là mến chị Vi lúc đầu rồi. Lúc ẩm con em á. Ừ. Thì giúp đỡ từng nơi, từng chút, từng lời nói, từng ứng xử, từng xử lý đó, những cư xử. Thì lúc đó thì em chứ không có suy nghĩ đến chuyện mà tình cảm mà em thích Vi hay là thích như thế này thế nọ. Thì em chỉ mến rồi Vi là có những cái sự giúp đỡ đó cho em, rất là quý mến. Thế là Vi đó là giúp cho em mà Vi không suy nghĩ bất cứ cái gì hết, mà thậm chí Vi còn nhắc nhở em những chuyện đó như vậy nữa. Ừ. Em còn ghi nhận trong lòng em, chứ em không phải là nghe Vi nói những lời như vậy mà mình buồn hay mình suy nghĩ. Ừ. Hay là mình suy nghĩ tuổi mình vậy sao mà dạy đời tao. Mình không bao giờ mình suy nghĩ bất cứ vấn đề đó, mà đó em còn cảm thấy là mình ghi nhận Vi. Nhưng mà em nhớ trong cuộc sống mình, cái người thật thà nhất là người luôn thẳng thắn. Yeah. Tuy là chị Vi dạy em mà nhiều khi chị Vi nạt em là cái đó là thật lòng. Nếu mà chị Vi mà không muốn dạy em thì chị Vi không nói cũng được, nó về xong, đúng không? Giống như trong cuộc sống mình, cái người nào mà ngọt với mình quá thì mình cũng nên suy nghĩ lại. Tại vì anh là dân miền Tây nên anh biết. Tại vì nó là Vi cũng có dạng như là kiểu như là kêu là có đời chồng rồi, mà kiểu như là cao thủ là kêu là sao anh? Kiểu như là hiểu biết về chuyện vợ chồng nhiều hơn em á. À. Con cái nhiều hơn em á. Chị Vi là có kinh nghiệm sống. Đúng rồi, có kinh nghiệm phải rồi. Đó, gia đình đó. Dạ. Thì nên là Vi nói gì em cũng nghe chứ. Em cũng ghi nhận mà em hành động, chứ em ít khi nào mà em thể hiện ở ngoài. Ừ. Em làm này làm kia. Đó, rồi em hành động mà em làm như là Vi mà có chỉ cái gì việc đó sau đó. Mà Vi, bữa giờ nhiều ông bà cũng suy nghĩ là em với Tèo đến với nhau á, không biết em đọc cái đó rồi em có ngại không? Dạ không. Không hả? Cũng bình thường. À, tại vì mình không có thì mình cũng nghĩ bình thường ha. Dạ đúng rồi. Mình chỉ nghĩ là tình chị em thôi đúng không? Trong xóm thì ai cũng biết hết trơn á, tại vì cái clip hôm bữa là em cũng quay rồi.
Mà em nghe lại thì bữa em với Vi với Tèo hát giới thiệu bán lo quá trời, lộn xộn quá, em cũng không cắt được nữa. Nên là em cũng quay clip này để cho ông bà biết được. Bây giờ ông bà cũng đã rõ rồi, Vi với Tèo là chị em. Cũng chúc mừng cho em nha. Được một người chị vậy thật sự cũng rất là ý nghĩa. Tại vì quanh em bây giờ thì anh không biết sao, nhưng mà trước kia á, mười mấy ngày trước á, em có chia sẻ với anh là quanh em có người thân như không, nhưng mà may mắn là em cũng được chị Vi thương yêu gì chỉ bảo, thật sự cũng rất là quý. Giống như bài hát á, tình anh em thua một người dưng, cái bài đó có thiệt. Cái người mà sáng tác bài hát đó ra là người ta từng nằm trong hoàn cảnh có nhiều người dưng thương hơn là người ruột thịt trong nhà luôn á. Nhưng mà tất nhiên là xã hội người ta sẽ nghĩ là sao mà có chuyện là người dưng lại thương hơn người nhà. Cái đó cũng có một số suy nghĩ, nhưng mà theo bản thân anh đi được á, và anh cảm nhận được á, và anh cũng đã từng trải á, thì anh cảm thấy là người dưng đôi lúc thương hơn người thân, thật sự là 100%. Nên là trong cuộc sống mình đó, mình lúc mà mình gặp khó khăn thì mình cứ cứ cố gắng sống hết mình, sống tốt mình có điều gì đó khó khăn thì mình cứ nhờ sự giúp đỡ, biết đâu mình sẽ được một cái tình thương từ bà con lối xóm. Giống như bài hát á, tình anh em thua một người dân á, thì mình cứ sống tốt với lòng mình đi và mình sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ mình thôi à. Cũng đừng quá buồn, nhưng mà phải nhớ là dù mình khó khăn như thế nào, mình cũng không là một người tệ nạn của xã hội là được, không có bậy bạ là được, thì xã hội sẽ không bao giờ bỏ mình. Anh nghĩ là vậy đó nha. Và bữa nay thì anh cũng cảm ơn Vi, là một cô gái rất là mạnh mẽ. Thật sự mà nói, nếu mà các cô gái khác thì chắc chắn là sẽ không cho em quay giống bữa giờ, không có chịu lên hình đâu. Nhưng mà Vi là thật sự mà nói là một cô bé là Cá tính cá tính rồi, biết chuyện hiểu chứ không phải chuyện là gì đâu, hiểu chuyện lắm, rất là hiểu chuyện hiểu hiền chuyện, và cũng biết đem tiếng cười cho khán giả xem clip nữa, rồi cũng làm khán giả tò mò. Nhưng mà kết cuộc là tình nghĩa chị em nhân bà. Thật sự mà hôm bữa giờ là tụi em cũng chưa có quay cái clip nào để nói là Vi với Tệ yêu nhau hết á, chỉ nói là vui vui vậy thôi để cho ông bà đấy. đón. Tại vì nhiều khi ông bà xem clip buồn nhiều á, cũng thấy thương ông bà quá, nên là đôi lúc cũng pha một xíu vui vui buồn buồn để cho cuộc sống mình nó thêm vui. Rồi bây giờ thì anh không biết nói gì hơn, cảm ơn Vi nhiều nha, chúc em với gia đình em sức khỏe, rồi bà con sức khỏe ha, với gia đình cũng ngày sức khỏe. Rồi Tèo có tâm sự gì tới Vi nữa không? Ơn chị Vi với bà cô với ngoại đã thương yêu hai cha con mà giúp đỡ hai con rất là nhiều, thì cũng không biết nói như thế nào để cảm ơn bằng những gì. Em chỉ mong là được hai từ cảm ơn là thật tình thật lòng, với lại không để cho chị Vi với bà cô với ngoại phải suy nghĩ về tôi giống như những người khác. Thì tôi cũng hứa còn vợ thì tôi không được bao giờ suy nghĩ tới mấy chuyện đó. Thứ hai nữa, tôi cũng sẽ cố gắng phấn đấu tôi làm lại con người tốt hơn để nuôi con lên nhiều hơn, tôi sẽ cố gắng đi làm để không để cho bà cô như Huy hay mẹ Huy phải suy nghĩ được nhiều nữa, không để cho mọi người rồi các cô chú bác mạnh vân để thất vọng vì con. Rồi em cố lên nha. Rồi chắc Vi thì cô gái thì chắc ít nói rồi đúng không? Rồi có tâm sự gì nữa không? Bây giờ tháo băng rồi thì chắc có lẽ là cũng lành đó Vi, thấy vết thương chưa? Dạ chưa. Nè, thấy cũng lành đó, cũng khô đó. Không? Thịt cũng hiền. À, thật cũng hiền á, Ừ. khô queo à. Cô Mà công nhận cái vết mai đẹp thiệt á. Vết mai thẳng liền luôn phải không? Cái vít mai này là vít mai mới nè, vít mai nhỏ này dạ mới đúng nè, này rồi, cái bự ở cái trên, thẻ này là mới là cái cũ cái cũ nữa, cái thẹo cái này thấy cũng vậy nè, đúng cái không? Nhìn vít mai đẹp này ghê. là cái cọng gân dính á, nên là mổ đây thì nó ấy nói gần rồi. Bệnh viện đẳng cấp mai có khác. Rồi thôi bây giờ để cho em nghỉ ngơi ha. Quên, anh cũng được một cô gửi cho em 100 đô á Tèo, sẵn đây anh gửi cho em luôn. Bữa giờ cô gửi về cho anh á, mà bữa nay anh mới nhận được, em đọc tên coi giùm anh trong cái tờ giấy đó.
cô gì không biết đọc luôn hả? Cô Nguyệt Nguyễn. Đúng rồi đó. Cô Nguyệt không? Thì con xin cảm ơn cô Nguyệt Nguyễn nhiều lắm ạ. Hai con đã tặng cho hai con xin cảm ơn cô nhiều lắm ạ. Rồi, thôi bây giờ anh cũng để cho em nghỉ ngơi rồi anh về ha. Cảm ơn Vy chia sẻ với ông bà nha. Dạ. Tối nay là tin chấn động ông bà ơi. Rồi đã công khai là tình chị em và ông bà nha. Là từ đây về sau là không còn vấn đề gì để tò mò nữa rồi ông bà. Bắt đầu mai mốt thì sẽ định hướng cho em Tèo đi giao hàng, rồi tối thì bán kẹo kéo. Nếu mà ông bà có biết em Tèo bán ở đâu á, hoặc là thấy thì có thể là mua ủng hộ một hai cây kẹo kéo để ủng hộ em Tèo kiếm tiền mua sữa cho con, kiếm tiền mua sinh nữa. Rồi em tranh thủ thì bằng lái rồi bắt đầu anh đưa em đi làm việc luôn nha. Rồi cảm ơn Vy nha, chào Vy nha. Dạ em nghĩ xin phép và khép lại video tại đây. Em chúc ông bà của chúng chị được nhiều sức khỏe. Em chân thành cảm ơn ông bà của chúng chị Mạnh Quân đã hỗ trợ giúp đỡ cho hai cha con ông Tèo. Bây giờ thì em xin phép hẹn gặp lại. Bye bye cả nhà. Hai chị em dễ thương ghê ông bà.